camera amu bị lệch màu thì ở đây mình không có cái mẫu red á nên mình sẽ dùng cái mẫu A22 này để thay thế nha ở đây chúng ta sẽ sử dụng phần mềm là DMSS và con tải về và tạo tài khoản này nọ thì bước đó mình sẽ bỏ qua sau khi vào trong á bà con sẽ bấm vào dấu cộng nè chọn là tìm kiếm thiết bị trực tuyến đây mình dùng cái mẫu am 2 làm mẫu thì chúng ta sẽ chọn vào nè sau đó mình sẽ đặt cái tên cho cái thiết bị này và nhập cái mã an toàn ở trên camera vào rồi sau khi nhập xong thì chúng ta sẽ bấm save lại Đây và con thấy ha, cái trường hợp bị lệch màu á chúng ta có thể áp dụng cái cách này để mà tinh chỉnh lại được. rồi sau khi mà vào xong thì chúng ta sẽ chọn vào bánh răng cài đặt nè, chọn cấu hình từ xa. tiếp theo chúng ta sẽ chọn là điều chỉnh hình ảnh, chọn cái bảng màu ở đây, rồi bảng màu phía trên nè. đó, bây giờ chúng ta ví dụ như thấy ở đây là lạc quá, thì chúng ta có thể bấm dấu cộng lên để tăng màu lên hoặc là giảm lại. đấy, này nó hơi rực nó hơi bị đỏ nè, chúng ta có thể bấm cọc lên cái, nó nó sẽ là màu thật hơn hoặc là bên